Phật ba thân nhân thế vô tìm, trăm ngàn muôn kiếp đau điên, vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân. Nam mô Lăng Nghiêm hồi thương Phật Bồ Tát. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, thưa quý sư cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày 24 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, là ngày khai pháp đầu năm tại chùa Long Hương. Và như thường lệ, buổi sáng chúng ta sẽ học bản kinh Lăng Nghiêm. Trong cái kỳ giảng cuối năm á, thì chúng ta đang học lỡ vỡ cái quyển thứ 6 do Nhĩ Căn Chứng Biên Thông. Thì lúc đó chúng ta đã học cái đoạn đầu của Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, nó trình bày với Đức Phật về cái tính nghe của mình. Chúng tôi đọc lại một cái phần ở trong đoạn trước. Khi ấy, Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ vô số hằng hà xa kiếp về trước, có Đức Phật hiệu là Quán Thế Âm. Từ Đức Phật kia con phát tâm Bồ Đề, chứng Đức Phật kia dạy con từ nghe, suy nghĩ và mà tu vào Tam Ma Địa. Vâng lời dạy mà tu, thành tựu chứng ngộ. Ban đầu ở trong tính nghe, vào được dòng liền quên tướng nghe. Trần tướng đã vắng lặng, thì hai tướng động và tịnh rõ thật không sinh. Như vậy dần dần tăng tiến thêm, các tướng năng văn sở văn đều hết. Không dừng lại ở chỗ dứt hết năng văn sở văn, mà tiến lên nữa thì năng giác sở giác cũng đều không. Không giác tột bậc viên mãn, nên các tướng năng không sở không đều diệt. Sinh diệt đã diệt thì bản tính tịch diệt đã hiện tiền. Kỳ rồi chúng ta đã học xong phần này. Hôm nay chúng ta cũng nói lại một ít về cái việc này để chúng ta tiếp nối tới cái bài kế. Thì thường đó là chúng ta nói tới kinh Lăng Nghiêm á, thì gần như tất cả mọi người đều nói tới cái việc tu tập trong bản kinh Lăng Nghiêm. Cái chính yếu trong bản kinh Lăng Nghiêm là phản văn văn tự tánh. Thì
Cái từ phản văn văn tự tánh được nhiều người dịch là quay lại nghe, trở lại tánh nghe của chính mình. Vô tình hôm rồi cũng có một cái nhóm Phật tử là nói chuyện với chúng tôi, thì cũng có người đặt vấn đề về cái câu hỏi này. Chúng tôi nói là cái từ ngữ mà quay trở lại để nghe tự tánh đó, nó có một chút lầm lẫn. Và nếu theo từ ngữ đó để chúng ta tu tập đó, thì chắc chắn là chúng ta không thành tựu được cái pháp mà nhị căn viên thông này. Tại vì mình á, mà có quay ra để mình nghe âm thanh, hoặc là mình quay trở lại để mình nghe tự tánh á, thì cũng là gì? Cũng là mình. Quay ra quay vào cũng là mình thôi, không có ai khác hơn được. Như vậy là cái người mà quay ra để nghe âm thanh á, để đi theo âm thanh, để rồi chúng ta phân biệt, để chúng ta buồn thương giận ghét trên đó, thì xem như chúng ta đi theo pháp trần rồi. Thì có người nói là chúng ta phải, tức là một cái từ chuyên môn gọi là bội giác hiệp trần, đúng không? Tức là chúng ta quên cái giác ngộ của mình, chúng ta hiệp với trước trần cảnh. Thì như vậy đó là một cái điều sai trái, cho nên chúng ta phải bội trần hiệp giác. Chúng ta phải quên đi cái trần cảnh để chúng ta hòa hợp với cái bản giác chân như của mình. Thế như vậy khi đặt trở lại vấn đề mà chúng ta quay trở lại để nghe trở lại tánh nghe của mình, thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nghe âm thanh thì có nhiều nơi, và chúng ta cũng đã từng tu là khi chúng ta nghe âm thanh bên ngoài thì chúng ta không có theo âm thanh đó, mà chúng ta quay trở lại để chúng ta nghe rằng, biết rằng mình có tánh nghe. Thì vậy là chúng ta bắt đầu công phu nhị căn viên thông, có đúng không? Rất là nhiều người lầm lẫn ở chỗ này. Và nếu như vậy thì chúng ta sẽ làm mất giá trị chuyên môn của bản kinh Lăng Nghiêm. Hôm nay chúng ta phải nói để chúng ta phải thấy rằng cái giá trị này rất là lớn. Mà cõi này là cõi thanh âm sắc tướng, cho nên cuối cùng khi kết sau 25 vị Đại Bồ Tát trình kiến giải, thì cuối cùng Đức Phật chọn cái pháp môn nhĩ căn viên thông để phù hợp với cái cõi ta bà của chúng ta tu tập. Vì vậy là cũng có một cái số tông phái ra đời và cũng bắt đầu tu quán căn viên thông nữa, tu nhĩ căn, và cũng được rất là nhiều quần chúng ủng hộ và đi theo. Như vậy cái đó là những cái mà chúng ta thấy trong Phật đạo cũng lợi dụng được. Có những cái người họ lợi dụng được cái uy tín của bản kinh Lăng Nghiêm này, họ thấy đây là một bản kinh thật sự chuyên môn và họ lấy đó để làm pháp tu. Nhưng có điều là muốn nói tới cái giá trị thật, cái chuyên môn thật để đạt được cái đỉnh điểm của Phật đạo, thì đó là một cái điều còn phải xét lại về chuyên môn của nó. Bây giờ khi mà gọi là phản văn văn tự tánh có nghĩa là gì? Tức là âm thanh quay trở về với tự tánh, hay là mình quay trở về với tự tánh, hay là nghe như thế nào? Đây là vấn đề mà tất cả những người đã có cái công phu chuyên môn và cũng đã từng tu theo cái nhị căn viên thông, chúng ta nên lưu ý điều này. Nên lưu ý điều này. Nếu mà chúng ta nghe bằng cái nghe của tự tánh khi nghe âm thanh được giống như Ngài Quán Thế Âm, Ngài đã nói ở cái phần trước, thì như vậy là chúng ta đặt cái vấn đề, nếu mà nhĩ căn, tức là cái lỗ tai của mình, cái căn lỗ tai của mình, thì vậy là cái nhĩ căn của chúng ta nó có viên thông hay không? Làm sao được gọi là viên thông? Nếu như chúng ta bắt đầu nghe, chúng ta ngồi đây để có mình nghe âm thanh, tại vì âm thanh phát ra là mình nhận biết qua cái lỗ tai của mình, thì gọi là nhĩ căn bắt đầu tiếp nhận thanh trần. Bây giờ chúng ta làm sao để cho nhĩ căn này viên thông, và nhĩ căn này có thực sự viên thông hay không? Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi lại là ai đang nghe?
Chúng ta nghe phải không? Mình nghe, tôi đang nghe rõ ràng, tức là từng âm thanh xảy ra mình đang nghe một cách rất rõ ràng, không lầm lẫn âm thanh nào hết. Vì vậy nếu như bây giờ chúng ta nghe tất cả âm thanh mà chúng ta không khởi niệm phân biệt, nên chúng ta nên bước từng bước. Nếu chúng ta nghe mà không khởi niệm phân biệt, có âm thanh nào chúng ta nhận rõ âm thanh đó mà chúng ta không hề phân biệt chút nào hết, thì như vậy là chúng ta đã nghe được bằng tánh nghe mình chưa? Nghe được chưa? Trả lời thử một câu đầu năm cho vui, nghe được chưa? Nếu như ban đầu mà chúng ta có thể tập tành như vậy để đi vào công phu, không phải là sai nhưng chưa đúng. Chưa đúng, ở cái ngưỡng này chúng ta mới đầu tới cái ngưỡng thôi, mới bước vào cái ngưỡng thôi. Ở đây Ngài Quán Thế Âm nói là ban đầu Ngài nghe bằng tánh nghe của chính mình. Như vậy là hồi trước chúng ta đã nói để mình có thể có cái nhận định là cái nghe bằng lỗ tai hay nghe bằng tánh. Nếu mà bước đầu á, chúng ta nhận được cái nghe của tánh và nghe bằng lỗ tai thì chúng ta bắt đầu đi vào công phu vị căn viên thông. Còn nếu như chúng ta không có nhận định được cái nào là tánh nghe, cái nào là lỗ tai nghe, thì chúng ta sẽ không sử dụng công phu nhĩ căn viên thông này được. Đây là điều mà chúng ta phải lưu ý. Trở lại những cái ví dụ từ trước để chúng ta nắm rõ điều này. Bây giờ mình đang ngồi đây, quý vị đang tập trung chú ý để nghe chúng tôi nói. Và lúc này chúng ta nên thả lỏng mình ra, đừng nói thì nói chứ đừng có tập trung. Để chúng ta dù có chú ý để nghe chúng tôi nói hoặc là không chú ý thì tất cả âm thanh ở tất cả các hướng chúng ta đều nghe một lượt. Vấn đề mà mình đặt tới đặt lui chỗ này hoài để chúng ta đi sâu vào cái pháp nhĩ căn viên thông. Là bây giờ khi mà chúng ta nghe thì một lượt 10 hướng có 10 âm thanh. Chúng ta đồng thời nghe một lượt và đồng thời rõ biết âm thanh từ cái hướng đó phát ra, đúng không? Thì bây giờ chúng tôi đặt hoài cái câu hỏi là âm thanh chạy tới mình để nghe hay là mình chạy tới âm thanh để nghe, thì điều này ai trong pháp hội này đã từng nghe chúng tôi nói là đã biết điều đó rồi. Vì nếu mình chạy tới âm thanh để nghe thì mình chỉ nghe ở hướng đó, và hướng đó mình sẽ biết âm thanh. Ví dụ như phía trước mặt mình có âm thanh, bây giờ mình chạy tới âm thanh đó để mình nghe thì mình chỉ nghe cái hướng trước mặt mình thôi. Và cái sự hay biết mình ở đâu? Ở ngay tại âm thanh phát ra. Nhưng tại sao mình ngồi đây mà mình biết được âm thanh ở hướng đó? Đúng không? Thì bây giờ nếu mình chạy tới âm thanh ngay cái chỗ âm thanh phát ra thì mình chỉ biết ngay cái chỗ âm thanh thôi, mà người ngồi đây sẽ không biết. Tại vì mình đã chạy tới đằng kia mình nghe rồi. Nhưng tại sao mình ngồi đây nhưng mà âm thanh ở đằng trước mình liền nhận rõ có âm thanh ở trước mình, âm thanh ở phía sau mình cũng liền nhận rõ âm thanh ở phía sau, và đồng thời chúng ta biết một lượt âm thanh ở phía trước, biết một lượt âm thanh ở phía sau mà ngay cái chỗ mình biết. Thì vậy là mình phân thân để nghe hay sao? Chúng ta phải nhận rõ chỗ này để mình biết rằng cái nghe của mình thuộc cái loại gì. Và lâu nay rất là nhiều người đã đi vào công phu, nếu mà không xác định được điều này chúng ta sẽ không nhập được trong nhĩ căn viên thông. Vì chúng ta thấy rằng khi mà mình ngồi, bây giờ mình ngồi mình thả lỏng thân tâm của mình ra, để không phải tập trung, đừng có quay ra, cũng đừng có quay vào, không? Chúng ta lại cứ thả lỏng bình thường để cho cái rõ biết, cái nhận biết âm thanh nó đang hiện hữu ở khắp nơi. Trong đó có mình. Chúng ta nói trong đó có mình là vì mình sẽ không còn là trung tâm để nhận biết tất cả âm thanh. Mình không phải là trung tâm, vì cái nhận biết tất cả âm thanh không phải là mình ngồi ngay tại đây. Chúng ta phải phá được cái gốc này. Không phải là mình ngồi ngay tại đây để mình nghe tất cả mọi cái. Vì sao? Vì nếu như mình ngồi ngay tại đây thì mình chỉ biết ở đây thôi. Bao nhiêu âm thanh nó chỉ dồn lại tại đây, mình biết là âm thanh có ở tại cái lỗ tai của mình thôi. Mình nhận ngay tại đây thôi, nếu là mình ở đây để nghe. Nhưng mà thực sự không phải, mình nghe ở trước, ở sau, ở trên, ở dưới, trong ngoài mình đều nghe hết. Khắp tất cả các hướng chúng ta đều nghe hết. Khắp tất cả các hướng đều có âm thanh một lượt, chúng ta đều nhận biết một lượt hết. Thì vậy đặt vấn đề lại là ai mà có thể nhận biết
khắp như vậy. Điều này để chúng ta nhận rõ rằng mình có một cái gì đó không phải ở nơi thân tâm này, đúng không? Mà mình ở khắp nơi, cho nên ở bất kỳ chỗ nào hiện ra âm thanh thì mình đều nhận biết nó không lầm lẫn. Nên nhận rõ điều này thì bắt đầu tu nhị căn viên thông được. Còn nếu điều này chúng ta không nhận rõ thì chúng ta không thể tu theo cái pháp môn nhị căn viên thông. Nhưng mà tại sao chúng ta lại nghe có một đoạn thôi, ví dụ như cách mình khoảng 50 mét hoặc 100 mét có âm thanh chúng ta nhận biết, nhưng mà xa hơn nữa chúng ta không nhận biết, vì lý do tại sao? Ai trả lời được câu này? Gì? Vì nhĩ căn chúng ta chưa viên thông. Có nghĩa là mặc dù chúng ta có cái phủ khắp để nghe tất cả các hướng, nhưng mà cái người nhận biết vẫn còn có một cái chút gì đó ở ngay tại đây. Có nghĩa là còn một cái chút ngã chúng ta dính vào cái chỗ chúng ta rõ biết khắp mọi cái. Chúng ta chưa ra khỏi được cái lỗ tai đang nhận biết âm thanh. Do đó nhĩ căn chúng ta chưa viên thông. Thì vậy nếu mà chúng ta muốn viên thông thì vẫn giữ nguyên cái rõ biết khắp đó, mà mình phải phá mình ngay tối này. Mình phải mất mình là cái người đang nhận biết. Mình phải mất mình là cái người đang nghe âm thanh. Mình phải không còn là cái người mang cái thân tâm này để nhận biết tất cả mọi cái ngay tại đây và bây giờ. Để rồi cái rõ nó chỉ là cái rõ khắp. Và nếu như một phen cái rõ nhỏ nhiệm của thân tâm bị biến mất, thì một phen đó chúng ta sẽ khắp biết không phải 5-30 mét nữa, mà chúng ta một lần có thể rõ biết tất cả âm thanh của vũ trụ này một lượt. Thì khi đó mới được gọi là viên thông. Nhưng mà bước đầu chúng ta phải nhận biết rằng mình không phải là thân tâm này. Rõ ràng cái nghe của mình ở khắp nơi. Ở bên trái có âm thanh chúng ta cũng nghe, bên phải cũng nghe, trước cũng nghe, sau cũng nghe. Và tất cả các hướng đều nghe, tất cả mọi phương hướng có mọi âm thanh chúng ta đều nhận biết một lượt. Nếu như chúng ta không ở khắp tất cả các chỗ đó thì chúng ta không nhận biết âm thanh đúng cái vị trí của chính nó phát ra. Nếu mà chúng ta nhận đúng vị trí của tất cả âm thanh phát ra thì biết rằng chúng ta đã có mặt khắp nơi, chứ không phải là thân và tâm này, không phải là cái lỗ tai để nghe tại đây. Đó là cái bước đầu. Thì vậy là chúng ta phải làm sao được một lần như vậy để chúng ta nhận rõ rằng mình có cái hiện hữu rộng khắp đang rõ biết mọi cái xảy ra ngay tại đây. Nhưng lúc chúng ta nhận biết được cái điều này thì bản thân của tất cả những người nghe phải tiếp thêm một bước nữa giùm. Chúng ta bước thêm một bước nữa là gì? Vì chúng ta chưa có được nghe xa hơn cách đây 5-10 cây số. Có nghĩa là mình còn khằng lại ở trong thân căn ngũ uẩn này. Thì chúng ta phải tiếp một bước nữa là chúng ta phá đi cái khằng của thân tâm này. Phá đi cái trung tâm điểm nhận biết mọi cái. Nghe khắp nhưng mà ở đây nhận. Ở đây nhận biết khắp. Chứ không phải là ở khắp nơi nhận biết mà mất đi thân tâm này. Và cái nhận biết đó nó rất là khắp biết. Nhưng vì cái khả năng của cơ thể chúng ta nhỏ nhiệm quá, chúng ta còn bị kẹt trong thân căn này. Chúng ta chưa ra được một lần nào. Để một lần chúng ta nghe không còn sót bất kỳ một âm thanh nào khắp vũ trụ mênh mông này một lượt, thì chừng đó là chúng ta viên thông cái căn của chúng ta. Lúc đó thì thật sự không còn căn và trần. Nói dĩ căn viên thông, chứ thực sự tới phút giây đó thì không còn căn và không còn trần, mà là một sự rõ biết khắp mà thôi. Thì phút giây cái rõ biết khắp hiện ra thì lúc đó được gọi là viên thông. Tức là một sự viên mãn thông suốt 10 phương pháp giới, không có chỗ ngăn ngại. Thật ra phản văn văn tự tánh, có nghĩa là khi mà chúng ta không còn nghe bằng cái thân căn ngũ uẩn này, mà để tự tánh tự hiển lộ cái khả năng nhận biết của chính nó viên tròn khắp pháp giới 10 phương, được gọi là nhĩ căn viên thông. Đó là định nghĩa nhĩ căn viên thông. Phút giây nào hành giả đạt tới đỉnh điểm này được gọi là nhĩ căn viên thông. Chúng ta nên hiểu là như vậy, chứ không phải là quay trở lại để nghe tránh nghe của mình. Thì tới cái phần thứ hai, trình bày kết quả tu đức.
Bỗng nhiên siêu vượt thế và sức thế gian, mười phương tròn sáng được hai pháp thù thắng. Một là trên hợp với bản giác diệu tâm của chư Phật, cùng với Phật Như Lai đồng một từ lực. Hai là dưới hợp với tất cả lục đạo chúng sanh trong mười phương, cùng với các chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Bạch Đức Thế Tôn, do con cúng dường Quán Thế Âm Đức Như Lai, nhờ Ngài truyền thọ cho chính địa Kim Cang Như Huyễn, Văn Huân, Văn Tu và được cùng với Như Lai đồng một từ lực, nên làm cho thân con thành 32 ứng thân vào các cõi nước. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các Bồ Tát vào Tam Mơ Địa tấn tu vô lộ thắng giải hiện đã viên mãn, con hiện thân Phật mà vì họ thuyết pháp khiến cho được giải thoát. Chúng ta thấy cái đoạn trước Ngài Quán Thế Âm bắt đầu Ngài trình bày cái sở ngộ của mình, tức là cái công phu Ngài đầu tiên là bắt đầu nghe bằng tự tánh, xong rồi Ngài dần dần tăng tiến thêm là trong cái năng và cái sở nó biến mất đi, tức là cái người hay nghe và cái cảnh vật đang nghe nó mất đi, và Ngài cũng không tiếp tục dừng lại ở đó nữa, thì cái năng nghe cũng mất nữa, cái sở nghe cũng mất, thì năng giác, sở giác cũng mất. Này hôm rồi chúng ta bàn rồi phải không? Rồi cái năng giác, sở giác mất rồi thì nó còn có cái không tịch, cái không giác hiện tiền, cái không tịch bản giác hiện tiền. Và lúc đó Ngài Quán Thế Âm nhập vào cái không tịch bản giác hiện tiền đó, để rồi Ngài bỗng nhiên siêu vượt chuyên suốt thế gian này. Và một cái điều kỳ diệu là mười phương tròn sáng, Ngài được hai pháp thù thắng. Pháp thứ nhất là hợp với bản giác diệu tâm của chư Phật, cùng với chư Phật Như Lai đồng một từ lực. Thứ hai là dưới hợp với tất cả lục đạo chúng sanh trong mười phương, cùng với các chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Đây là trọn vẹn công phu. Chúng ta thấy khi mà mình tu tập á, bây giờ mình còn là một chúng sanh, nếu mà mình tu theo cái mình rất là kính trọng chư Phật, đối với mình là không có cái gì có thể bằng, không có gì có thể so sánh được với Đức Phật rồi. Nhưng ở đây Ngài Quán Thế Âm, Ngài dụng công đến mức độ là Ngài siêu vượt và thế gian và xuất thế gian, để rồi tự cái của Ngài nó sáng tròn khắp mười phương pháp giới này. Và bỗng dưng Ngài hiện ra hai cái thù thắng hợp với cái bản giác diệu minh của chư Phật, phù hợp với cái từ lực của chư Phật. Ở chỗ này có nhiều lần chúng ta nói rồi, nếu một người nào mà nói là nhập đạo, một người nào nói là ngộ tánh, mà cái phút giây nhập đạo, phút giây ngộ tánh đó không nhận ra được hai điều này thì người đó chưa phải. Không phải là chúng ta muốn ngang với chư Phật, không phải như vậy. Nhưng mà vì cái bản giác diệu tâm của chư Phật và tất cả chúng sanh muôn loài không hề có một chút sai biệt nhau, khả năng sáng suốt nhiệm màu đó không hề có sự sai biệt nhau. Nếu một phen chúng ta tan biến thân tâm này thực sự, chúng ta hòa nhập vào bản giác diệu minh thật sự, bản giác chân tâm của chúng ta thật sự, thì chúng ta mới thấy rằng một phen chúng ta đồng đẳng với chư Phật khắp mười phương pháp giới. Dám không? Không dám thì không dám bước vào ngưỡng cửa Phật. Nếu muốn thành Phật thì phải một lần, một hành giả đó có một cái, không phải đây là một cái sự cảm nhận, không phải là một sự tưởng tượng. Chúng ta phải tắt mất tất cả những cái tưởng tượng và cảm nhận của mình, những cảm thọ, cảm giác nơi thân tâm một phen tan biến một cách toàn triệt. Thì lúc đó chúng ta tự động có một cái gì đó đồng với cái pháp giới mười phương này, đồng với cái tự tánh, đồng với tự tâm, đồng với bản giác của chư Phật. Chúng ta phải rõ một lần như vậy mới được. Nếu chưa có một lần rõ như vậy thì biết rằng chúng ta chưa hòa nhập vào trong pháp giới tánh toàn chân. Chỗ này bất kỳ ai tu tập cũng phải trải qua. Và được như vậy rồi mới siêu vượt thế gian và xuất thế gian. Đây mới là chỗ giải thoát thực thụ của đạo Phật. Nếu chưa đạt cảnh giới này chúng ta chưa được, được gọi là giải thoát. Một hành giả chưa đạt tới cảnh giới này thì không được gọi là giải thoát. Lúc này không còn nói thế gian và xuất thế gian nữa, mà lúc đây chỉ là một cái sự tỏa sáng
một ánh sáng nhiệm màu chiếu khắp pháp giới mười phương này một lượt. Không phải là mình, không phải là thân này, cũng không phải là tâm này. Nó là một cái gì đó, một lực dụng sáng suốt chiếu soi khắp mười phương pháp giới này. Hiện tiền cái sự rõ biết sáng suốt đó một lần, để được gọi là hòa nhập trong pháp giới tánh toàn chân một lần trong cuộc đời của chính mình. Thì như vậy là xem như chúng ta xong cái công phu, tới đây mới được rồi xong. Còn chưa tới đây thì không thể nào xong được. Và một cái điều thứ hai, nó là đồng với cái tự lực của chư Phật. Chúng ta bây giờ có quán từ bi cỡ nào thì cái đó nó chỉ là một cái nhỏ nhất trong tâm của mình thôi, không thể đồng với chư Phật nổi đâu. Nhưng mà phút chốc chúng ta nhà hòa nhập trong pháp giới tánh toàn chân rồi, thì chúng ta có một cái sự tương thông tuyệt đối với tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này liền một lượt, không có một cái chỗ sơ hở nào. Bất kỳ một cái chúng sanh nào có bất kỳ một cái điều gì ở nơi tâm, lúc đó chúng ta gần như chúng sanh đó để nhận biết cái điều đau khổ đó. Chúng ta có một sự tương thông tuyệt đối, và sự tương thông đó kèm theo cái tình thương tuyệt đối với tất cả chúng sanh muôn loài. Vì vậy là sau khi chúng ta hòa nhập trong pháp giới tánh toàn chân rồi, để chúng ta trở lại thành người bình thường để sinh hoạt tại đây á, là chúng ta trở lại bằng tư lực. Chúng ta sống trở lại người bình thường bằng tư lực. Dùng cái từ sống lại không đúng, nhưng bắt đầu từ cõi Phật chúng ta trở lại đây. Chúng ta hay dùng cái từ là được chư Phật sanh mình trở lại đây lần thứ hai. Từ cõi Phật sanh ra, nói cho nó từ bay bổng chút nữa là chúng ta tự thị hiện từ cõi Phật tới trở về. Phải là từ cõi Phật chúng ta thị hiện trở về. Chết, thân tâm này chết rồi. Người cũ đã tan biến, thân tâm cũ gần như không còn nữa. Để chúng ta hòa nhập thành Phật cảnh giới khắp mười phương này một lần. Sau khi thành Phật cảnh giới rồi, chúng ta mới quay trở lại cõi ta bà này, mượn lại cái thân hồi nãy để xài, mượn lại cái thân cha mẹ chúng ta sanh để xài. Vì vậy là khi mà chúng ta quay trở lại là bằng từ tâm, bằng từ lực, mà cái từ lực đó tương ưng với cái từ lực của chư Phật mười phương, chứ không riêng Đức Phật nào. Đức Phật từ bi cỡ nào, mình từ bi cỡ đó. Thực sự lúc đó cũng không còn mình, mà cái từ lực này là cái từ lực chung của chư Phật mười phương. Một phen chúng sanh rã nát thân tâm này rồi, tan biến thân tâm này rồi, thì tự động hòa đồng được với cái sáng suốt mười phương pháp giới, và hòa đồng được với cái từ lực của khắp tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật đều có cái lòng từ như vậy đối với tất cả chúng sanh muôn loài, và bắt đầu quay trở lại vì nguyện lực, vì lòng từ mà trở lại cõi ta bà này để độ sanh, chứ không có cái việc cái ý nào khác. Và bắt đầu họ sống lợi lạc bằng tất cả các kiểu mà họ thấy có thể làm được lợi ích cho một người khác thì họ làm. Duyên của họ tới đâu họ sẽ làm tới đó, không ngừng nghỉ bất kỳ một phút giây nào. Nếu như còn một hơi thở, họ vẫn tiếp tục làm lợi lạc cho người khác. Đó là tâm của các vị Bồ Tát sau khi đã giác ngộ Phật Đạo, đã hòa nhập trong cái bản giác thanh tịnh rồi, thì họ có cái khả năng quay lại cõi này như vậy. Vì vậy là ở trên á, thì đồng với chư Phật, đồng với cái bản giác diệu tâm của chư Phật, đồng với từ lực của chư Phật. Nhưng rồi cái thứ hai, cái thù thắng thứ hai là gì? Hợp với tất cả lục đạo chúng sanh trong mười phương pháp giới. Đây là một lối trình kiến giải của một người đã triệt ngộ. Nếu bây giờ mình đồng với chư Phật không thôi á, thì mình ở cõi đó mình chơi luôn. Không làm được cái gì lợi ích cho chúng sanh hết. Nhưng mà Ngài lại đồng đẳng khắp pháp giới chúng sanh muôn loài, trong cõi Phật mười phương, trong đó cũng có chúng sanh ở mười phương. Thì vậy là lục đạo luân hồi, từ cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi chúng sanh, cõi ngạ quỷ và địa ngục, trong lục đạo luân hồi này, người đó tương thông và đồng đẳng một lượt nữa. Thì vậy là một phen khắp pháp giới mười phương này hiện sự bình đẳng chân như pháp giới. Nếu chúng sanh đứng cõi người thì thấy mình là người, đứng cõi trời thấy mình là trời, đứng Atula thấy mình là Atula, tức là thấy riêng cái ngã của mình là mỗi cõi đó. Đứng cõi súc sanh thì thấy mình, cái bản ngã mình là một loài súc sanh. Ở địa ngục thì bản ngã mình được gắn thành địa ngục, ở ngạ quỷ bản ngã mình sẽ gắn thành ngạ quỷ. Nhưng đằng này khi một người đó sẽ tương thông được tất cả các ngã của tất cả chúng sanh ở sáu cõi trong lục đạo luân hồi này.
một sự tương thông tuyệt đối, một sự hòa điệu tuyệt đối, một sự rung động đúng nhịp như một bản hòa tấu tối cao ở trong vũ trụ này, một lần sẽ hòa tấu được một bản nhạc linh thiêng quyền diệu đó, để rồi phục vụ trên cúng dường chư Phật, ở dưới làm lợi lạc tất cả chúng sanh muôn loài. Thì vậy là khi mọi người là nhập trong pháp giới toàn chân, pháp giới tánh toàn chân rồi, là họ sẽ hòa điệu được tất cả các cõi trong mười phương này, trong đó có lục đạo luân hồi của chúng ta, trong đó có cõi người của mình. Thì vậy là chúng ta không có sự tương thông tuyệt đối thì biết rằng mình chưa xong việc. Ở đây những ai mà có cảm giác rằng mình ngộ đạo thì nên xét lại coi mình được hai cái này chưa. Nếu chưa thì xin thưa rằng chúng ta còn xa, đường còn xa, phải không? Nên đi thêm nữa. Đừng ai nghĩ rằng mình ngộ đạo mà có thể bị trùng chân ở cái thấy biết thay đổi gì đó của chính mình. Tại ra một hành giả khi tu tập phải tới chỗ này, đây là một chỗ trình kiến giải, và thấy rằng sao? Trên đồng với chư Phật. Thì vậy là chúng ta thấy rằng nó có hai cảnh giới để đồng, đúng không? Đây là vấn đề này nha. Bây giờ Ngài nói là Ngài có hai cái thù thắng. Một là cái thù thắng là phù hợp với cái bản giác diệu tâm của chư Phật. Hai là phù hợp với tất cả lục đạo chúng sanh trong mười phương pháp giới này. Là có hai cảnh giới hay là một? hay là một? Ở đây chúng ta phải thấy, nếu thực sự hành giả lúc đó có hai cảnh giới thì biết rằng người đó vẫn còn chưa tới. Chưa tới vì sao? Đây mặc dù Ngài nói hai cảnh giới, nhưng mà cái phút chốc đó đó, nếu mà nói về cảnh giới tối cao của sự giác ngộ thì cũng phù hợp, mà cái cảnh giới sâu nhất của địa ngục, người đó cũng vẫn có một cái gì phù hợp. Có nghĩa là cái thấy biết, cái tự tánh này, cái bản giác diệu tâm này, không có một cái mãi mai nào khắp vũ trụ này mà không có mặt. Và cái sự có mặt đó rồi thì dù ở địa ngục thì cái cảnh giới địa ngục cũng là Phật cảnh giới, chứ không phải là ở địa ngục để thọ cái sự đau khổ, không có chuyện này. Do đó một phen cái bình đẳng pháp giới toàn chân hiện ra thì từ cõi Phật cho tới địa ngục đều hiện Phật cảnh giới. Cái phút chốc đó tất cả cõi giới chư Phật đều hiện như nhau, nhất chân pháp giới, không có một cái chân thứ hai. Thì từ địa ngục cũng là chân pháp giới, ngạ quỷ cũng là chân pháp giới, súc sanh cũng là chân pháp giới, cõi người cũng là chân pháp giới. Thì người như vậy mới được gọi là tự tại trong lục đạo luân hồi, ở đó nhưng mà siêu xuất trần gian, đúng không? Ở cái cõi thế gian trong lục đạo đó, nhưng mà là siêu xuất không bị vướng động ở trong tất cả các cõi ở mười phương này. Thành ra cái phút giây mà nói tương thông ở trên, ở dưới đó là một cái lối nói thôi. Chứ thực sự phút giây này nó không có cái trên của chư Phật, không có cái dưới của súc sanh, không có chuyện này. Nhưng ở đâu rõ ràng chỗ đó, đó là cái chỗ mà nó khác biệt. Không có nghĩa bình đẳng là một cái sự xa cả xáo trộn, không có thứ lớp là chúng ta sai. Ví dụ chúng ta nhìn ở trước mắt mình nói là mình nhìn một cách bình đẳng. Nhưng cái bình đẳng đó nó vẫn thấy được cái vàng, cái đỏ, cái trắng, cái xanh, vân vân. Thấy được bông, thấy lá, thấy cái khoảng không, thấy một lượt đó đó. Thì cái bình đẳng là một lượt không sai sót khi nhận biết. Chứ không phải cái bình đẳng là cái đỏ, cái xanh, cái vàng nó xào trộn lộn, không có cái phân biệt này, là chúng ta lầm. Nhưng cái phân biệt này không phải là ý phân biệt, không phải là sự khởi niệm để phân biệt. Nếu ai nhận được cái sự nhận biết mà không khởi niệm phân biệt thì người đó được tạm gọi là nhận tánh. Nếu chúng ta nhìn cảnh duyên, chúng ta nghe âm thanh, chúng ta có một cái sự nhận biết sai biệt trong tất cả những cái hiện hữu đó, nhưng nó vẫn như, sai biệt mà như, chứ không phải là như vậy là một đống xà nồi, không phải. Chỗ này chúng ta phải khéo nhận ra. Thì mặc dù dùng ngôn ngữ là trên là phù hợp với Phật, dưới là phù hợp với lục đạo luân hồi, có nghĩa là Ngài đã nhận rõ được một điều là có một cái sự nhận biết sai biệt của khắp tất cả các cõi nước ở mười phương, nhưng mà thể hiện sự bình đẳng. Nó có một cái khó cho mình ở chỗ này. Mình từ xưa thì nếu mình phân biệt là chắc chắn là không bình đẳng. Phải không? Phân biệt là gì bình đẳng?
Nhưng nếu chúng ta không nhận được cái sự phân biệt mà bình đẳng thì chúng ta chưa phải là người nhận tánh. Đây là cái lối diễn tả rất kỳ diệu của Ngài Quán Thế Âm ở chỗ này. Mà chỉ là người triệt đạo mới có thể có được cái câu nói này. Nếu không triệt đạo không có lối trình kiến giải này đâu. Ngài nói là có hai cái thù thắng để rõ biết cảnh giới giác ngộ tột bậc của chư Phật và sâu tận cùng cái sinh tử luân hồi. Thì nếu như một phen mà chúng ta nhận đạo mà hai cái này không xảy ra với chính mình thì người đó không phải là triệt đạo. Nhận đạo chỉ nhận cảnh giới thanh tịnh của chư Phật thôi, rồi nó cõi địa ngục này là không có, thì rõ ràng là chúng ta chỉ có mới phần nữa. Và vậy là một mắt nhắm một mắt nhỏ để đi chứ không thể mở được trọn con hai con mắt đó. Cho nên là một phen khi chúng ta nhập đạo rồi thì một cái sự thông thấu mười phương pháp giới này phải xảy ra. Nhưng sự thông thấu đó hết sức bình đẳng, nhưng mà biện biệt rõ ràng, không có cái gì lầm lẫn. Chúng ta nên nhớ điều này. Một sự biện biệt muôn duyên, không có cái chồng chéo lên nhau, biện biệt rõ ràng. Ví dụ quý vị mà nhìn lên cái bàn này một cái là tất cả cái hoa đều được quý vị thấy một lượt. Nhưng mà là riêng từng hoa đó, từng lá đó, từng cái khoảng không đó, chứ không phải thấy một cái là gom hết cái hoa lại. Những người nào mà đã từng ngộ tánh phải hiểu ra được nổi cảnh giới này. Nhưng nó là một cái sự biện biệt để rõ thông, bình đẳng, mà có một sự sai biệt tương tận không lầm lẫn. Chỗ này chúng ta thông cảm không? Nếu không thông cảm điều này là kẹt mình liền. Bây giờ thấy sắc không phân biệt nơi sắc. Trở lại những cái công phu mà chúng ta tu từ trước đến giờ. Nghe âm thanh không phân biệt cái âm thanh. Thì vậy là vẫn còn có cái gì? Nếu chúng ta trở lại công phu đó thì chúng ta thấy là chúng ta có lầm không? Và từ xưa thì chúng ta tu lầm cái kiểu đó nhiều lắm. Tu mà lục căn không dính mắt nó lục trần là giải thoát. Bây giờ gán thì sao? Mắt thấy sắc đừng có dính, sao tai nghe âm thanh đừng có dính, thì bắt đầu đi vào công phu đó, được gọi là công phu. Nhưng mà nếu chúng ta công phu cái kiểu đó thì tiếp tục mù mịt, và ai dạy kiểu đó thì dẫn nhau đi vào cái lối mù, không bao giờ phá vỡ được. Cho nên nơi hiện tiền này mà có một cái chiêu chút. Giờ trở lại vấn đề cái trình kiến giải rồi, bây giờ chúng ta trở lại đời sống hiện tiền. Thì Ngài Quán Thế Âm sau khi có cái siêu xuất cái thế gian và xuất thế gian luôn, ngay cả cái xuất thế gian cũng được gọi là siêu xuất. Thì phút giây đó là gì? Là không có thế và xuất thế, không còn hai. Và khi Ngài có cái hai cái thù thắng Ngài trình bày, nhưng mà cái sự trình bày của Ngài, Ngài có một cái gì xuyên suốt từ cõi Phật và cái cõi địa ngục. Tức là một sự bình đẳng pháp giới, một phen thấy biết là từ cái chỗ mà tột cùng cái sự giác ngộ giải thoát. Trong cái sự tột cùng sự giác ngộ giải thoát là nó dung chứa khắp tất cả chúng sanh muôn loài ở mười phương pháp giới này. Tất cả những lục đạo trong mười pháp giới này đều được dung thông không ngăn ngại. Nhưng cõi địa ngục là ra địa ngục, ngạ quỷ là ra ngạ quỷ, súc sanh là ra súc sanh, người là ra người, Atula và trời. Tất cả những cái đó đều sự sai biệt, đều thể hiện sự nhận biết sai biệt như nhau không khác. Và mỗi mỗi đều thấy đúng vị trí của nó. Chúng ta nói là rõ ràng như vậy. Hoa thấy là hoa nở, hoa búp, lá thì lá xanh, màu màu đỏ, màu vàng. Mỗi mỗi đều được chúng ta nhận biết đúng vị trí như thật hiện hữu của chính nó. Như vậy để chúng ta rõ biết. Nhưng mà như vậy bao nhiêu sự sai biệt chúng ta cũng phải nhận ra. Tất cả những sự sai biệt khắp pháp giới này một phen đều được chúng ta nhận biết một lượt, không sai sót bất kỳ một cái nào. Nhưng mà sự nhận biết đó là gì? Là một sự phủ khắp bình đẳng, chỉ là sự tỏ thông phủ khắp bình đẳng, đó là cái bình đẳng pháp giới. Thì chúng ta phải thấu được cái điều này khi chúng ta đi vào chiều sâu công phu, nếu không chúng ta sẽ bị lầm lẫn. Đó thì đây là một cái lối trình bày của Ngài Quán Thế Âm. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu trở lại đời sống, chúng ta trở lại như thế nào? Bắt đầu trở lại cái đời sống công phu. Tập sống như Ngài Quán Thế Âm trình bày đi. Nãy giờ chúng ta nhập trong cái cảnh giới Phật, bằng cái Phật để tương thông với cái pháp của chư Phật, với cái tâm của chư Phật, với cái sáng suốt của chư Phật đang hiện hữu. Thì chư Phật hiện hữu cái sáng suốt ở tầng nào, chúng ta cũng hiện hữu cái sáng suốt ở tầng đó. Tỏ thông không lầm lẫn tất cả những gì đang có, hiện có, sắp có và đã có. Chúng ta không hề có lầm lẫn cái gì. Từ nơi thân của chúng ta,
từ nơi tự tâm của chúng ta. Tất cả những cái hiện hữu này chúng ta đều tỏ thông, nhưng chúng ta phải tỏ thông ngang bằng với cái tâm chư Phật. Thì vậy là sự tỏ thông nó như thế nào? Trở lại pháp giới của tự tâm, trở lại pháp giới của mình, phải dùng cái từ như vậy, trở lại pháp giới của mình để chúng ta tỏ thông. Thì cái Phật tâm đang chiếu diệu của chính mình, chúng ta ngay đây phải tỏ thông. Thì lúc đó chúng ta là mọi người đang rõ biết tất cả những cái hiện hữu không lầm lẫn. Cái sáng suốt đó thực sự từ xưa này nó chưa hề có một mảy may nào bị che khuất. Cái sáng suốt của chư Phật cũng như cái sáng suốt của chính mình, của tất cả chúng sanh muôn loài đều như nhau ở cái khoảnh khắc này. Nếu ngày nay có một Đức Phật giác ngộ ngồi đây thì Đức Phật cũng nghe như cái nghe của mình đang nghe trong lúc tỏa thông. Nha, chúng tôi nói cái từ rõ ràng là mình đang nghe trong lúc tỏa thông nha. Chứ chúng ta là nghe bằng cái lỗ tai mình là không có tỏa thông. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao ngồi ngay tại đây để chúng ta nghe được một lần, mà khắp tất cả âm thanh, thấy một lần khắp tất cả hình sắc, bằng cái thấy của cái tâm giác ngộ của chư Phật. Chúng ta trở lại cái sáng này thì đừng có nặng nề ở thân tâm giùm. Trở lại như hồi nãy chúng ta thả lỏng để chúng ta nghe thử đi. Đừng có tập trung. Rồi chúng ta thả lỏng luôn cái mà chúng ta đang thả lỏng đó. Cái mà chúng ta đang thả lỏng đó, chúng ta thả lỏng luôn cái nữa, coi như chúng ta không còn cái gì để có thể buông bỏ. Tức là nếu mà thực sự trong phút giây này tất cả chúng ta ngồi đây không còn có cái lấy và cái bỏ, chúng ta phải trả lại một trạng thái là hoàn toàn không còn lấy được, không còn bỏ được ngay tại đây. Không còn có mình ngồi tại đây để nghe âm thanh. Tất cả âm thanh hiện hữu nhưng không phải là mình là người nhận biết. Cái nhận biết nơi âm thanh đó, nơi sắc tướng đó, nó đang hiện hữu nơi âm thanh và sắc tướng. Có bao nhiêu âm thanh, có bao nhiêu sắc tướng thì chúng ta đang hiện hữu cái rõ biết ngay tại đó. Thì cái phút chốc hiện hữu này nó không có mặt thân tâm, không có trụ và không có xuất, không có động và không có tịnh ở phút giây này. Nhưng mà chúng ta cũng lồ lộ cái rõ biết đó. Thì quý vị mới thấy một điều nha, nếu mà ngay đây chúng ta ra được á ha, ngay khoảnh khắc này chúng ta ra được thì chúng ta sẽ lộ một điều gì? Một khoảnh khắc rất nhỏ nhiệm nó lộ ra một điều là chúng ta nghe cái khoảnh khắc nghe âm thanh, chúng ta nhận biết âm thanh và nhận biết hình sắc, nó không có khác nhau. Cái khoảnh khắc này mà không khác nhau với âm thanh hình sắc một lượt đó, là quý vị đã gì? Lục căn hổ dụng. Thì phút gió là phút giây đó là phút giây nhĩ căn chúng ta được viên thông. Chúng ta làm được ở đây không? Cái này đừng bỏ qua, rất là ổn. Chúng ta trở lại đi, bây giờ mình tập thả lỏng lại một lần nữa đi. Chúng tôi dùng từ thả lỏng không có nghĩa là chúng ta buông bỏ, đúng không? Không có thêm cái gì hết, không có bớt cái gì hết á. Đừng có làm cái gì ở đây hết trơn á. Tâm thức chúng ta đừng có muốn được hoặc là không được chỗ này. Nó chỉ là như vậy hiện ra. Cái như vậy hiện ra không phải ở tâm này, cũng không phải ở thân này. Cái như vậy nó đang hiện rõ tất cả mọi cái ở nơi đây, ở nơi tất cả âm thanh, ở nơi tất cả hình sắc, ở pháp giới này đang hiện hữu. Pháp giới này có bao nhiêu sự hiện hữu thì mình cũng hiện hữu trên tất cả những cái đang hiện hữu đó. Thì cái phút giây mà hiện hữu âm thanh và hình sắc á, quý vị không có tìm ra được một kẻ hở, không có tìm ra một sự cách ly, không tìm ra một sự sai biệt giữa âm thanh hình sắc ngay cái phút chốc này, là xem như lục căn chúng ta đã hữu dụng. Được không? Chúng ta làm được không? Cái này làm không được, uổng lắm, về nhà làm không được, ngồi đây gán làm là được. Nhưng mà thật sự không có gán, không có cố gắng, không có dụng công, không có làm thêm và không có bớt. Chúng ta không tất cả những cái đó. Để cái thông này nó tự thông. Nó đã thông từ xưa rồi, tại mình tác ý, mình làm bích. Mình có thêm cái gì đó là mình bích.
Mình đừng có thêm, đừng có bớt là tự động nó thông. Cho nên cái lưu thông hiện hữu này nó luôn luôn lưu thông hiện hữu. Nó không có một bất kỳ một cái sự sai biệt giữa thân căn, không có một bất kỳ một sai biệt giữa căn này và căn kia. Mắt và tai chúng ta đang nhận biết. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói ngược lại là cái sự nhận biết nó đang hiện hữu ở nơi mắt và tai, thì cái nhận biết đó nó đang hiện hữu ở nơi mắt là chúng ta nhận biết hình sắc, nhận biết nơi tai là chúng ta nhận biết âm thanh. Có nghĩa là lục căn này chúng ta mượn để nhận biết trần. Thì vậy là chúng ta không cần sử dụng lục căn này nữa, chúng ta cũng sẽ nhận biết được khắp pháp giới này một lượt. Thì lúc đó là chúng ta ra được thân căn này. Tức là mắt thấy sắc, nè, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị gì đó. Một khoen là chúng ta nhận biết khắp. Và thực sự thì cái nhận biết khắp đó nó đang khắp có ở nơi lục căn của chúng ta. Nó đang có. Nhưng một hành giả khéo một chút ở chỗ này, mình sẽ nhận rằng mình đang hiện hữu nơi sáu cái đó. Cái chuyện hiện hữu nơi sáu căn, chứ không phải là sáu căn hiện hữu nơi sáu trần, mà mình có cái nhận biết hiện hữu hiện tiền nơi lục căn đó. Để chúng ta thấy không có một sự cách ly nhỏ nhiệm nào giữa căn mắt và căn tai, căn mũi, căn lưỡi hết. Nó là một cái gì đó nó dung thông vô ngại. Nhà chúng ta đang mở cửa là cái không khí bên ngoài và bên trong không khác nhau. Chúng ta phải nhận biết là cái cửa cái có cái không khí kiểu đó, cái mở cửa đó, cửa hông rồi cửa sổ và tất cả các cửa đang mở rồi. Lục căn chúng ta đang mở để hòa đồng với lục trần rồi. Thì làm sao để cho sáu cái này đều là nó. Sáu này đều là nó. Nó là ai không biết, nhưng mà làm sao sáu cái này đều là nó một lượt, một lần đi trong đời của chính mình. Thì vậy là chúng ta sẽ chiêu xuất thế gian. Giống như Quán Thế Âm là ngày trình kiến giải, là ngày được một cái là chiêu xuất thế gian và xuất thế gian luôn, siêu nhiên vượt thoát thế gian và xuất thế gian. Chứ không phải là chúng ta tập trung tu để đừng có khởi niệm trên mắt, đừng có khởi niệm trên mũi, đừng có khởi niệm trên lỗ miệng mình vân vân. Tất cả những cái đó đều là cái sai lầm. Đức Phật không muốn nói những cái chuyện đó. Và nói chuyện đó thì tiếp tục là lẫn quẩn trong thế gian, chứ không phải là chuyện siêu xuất thế gian. Chúng ta làm được không? Những cái khoảnh khắc này chúng ta nên để chúng ta tới chỗ này đi, thả lỏng để chúng ta tự nhập Phật cảnh giới. Ở đây thành Phật lâu lắm rồi mà không chịu trở về. Chúng ta không chịu nhập Phật cảnh giới của chính mình trở lại. Đừng có làm mất những cái khoảnh khắc vàng. Đối với chúng ta đây là những cái khoảnh khắc mà chúng ta đang ở cõi giới Phật. Thì phải thấy bằng Phật, nghe bằng Phật, ngửi bằng Phật, nếm bằng Phật. Thì vậy là tất cả những ý niệm dù xấu tận cùng nơi tâm thức của chúng ta, những cái nhỏ nhiệm, những cái tham tâm theo cái kiểu ngạ quỷ, những cái ác ôn theo cái kiểu địa ngục, những cái tham dục theo cái kiểu súc sanh, những cái lẻo lự theo cái kiểu loài người, tất cả đều được là chúng ta xuyên thấu không lầm lẫn. Sự xuyên thấu sôi rọi tới đâu là tất cả các cõi giới đều được sáng rực, đều được thành Phật tới đó. Nếu địa ngục đang hiện ra nơi tâm chúng ta là tất cả những tâm xấu ác đều biến thành Phật. Những cái tâm ích kỷ đang xảy ra nơi tâm, tâm ngạ quỷ đang xảy ra nơi tâm chúng ta thì đều biến thành Phật cảnh giới. Chúng sanh đang hiện ra, sự tham dục đều biến thành Phật cảnh giới. Lục đạo luân hồi đang hiện ra nơi tâm đều biến thành Phật cảnh giới ngay khoảnh khắc này. Tại vì Phật đã tới cõi địa ngục để độ chúng sanh trong địa ngục của mình rồi. Phật đã tới cõi ngạ quỷ để độ rồi, Phật đã tới cõi súc sanh để độ rồi, Phật đã tới lục đạo luân hồi này để độ rồi, thì tất cả những chúng sanh đó đang được Đức Phật biến thành Phật, chứ không thể độ thành cái gì khác được. Thì vậy là một phen nơi tâm chúng ta ngay tại đây hiện ra tất cả những cái đó thì chúng ta đều đưa thành Phật, giống như kiểu kinh Kim Cang đưa tất cả chúng sanh vào vô dư y niết bàn ngay tại đây và bây giờ. Thì vậy là chúng ta sẽ nhận được cái câu nói của Ngài Quán Thế Âm hồi nãy là Ngài đã hòa đồng với cảnh giới của chư Phật, một phen siêu vượt cả thế gian và xuất thế gian rồi, tâm tương đồng với tâm chư Phật và dung thông với tất cả chúng sanh ở lục đạo luân hồi ở mười phương pháp giới này một lượt ngay tại đây. Không nói chuyện hồi nãy, không nói chuyện trước, không rõ sau đó. Thì sự trình bày của Ngài Quán Thế Âm cũng như Ngài muốn nói lên cái sự thật hiện tiền của tất cả chúng ta ngay tại đây, chứ không phải là còn cảnh giới tâm chứng của Ngài Quán Thế Âm nữa.
Nếu chúng ta đem cảnh giới tâm chứng ngày Quán Thế Âm tương đồng với mình ngay tại đây mà so sánh thì không có ai hơn ai hết. Nếu chúng ta thực sự trở lại đây với chính mình ngay từ bây giờ thì mình và cảnh giới tâm chứng nó không khác nhau. Giờ phút này thì tất cả những người đây đều hiện cõi giới Phật, đều hiện cảnh giới Phật, đều hiện cái tâm chứng của Phật, chứ không rớt xuống phàm phu tục tử. Bao nhiêu cái tâm gì hiện ra đều thành Phật, nó hiện tiền. Phải để cho tất cả những cái hiện hữu đều là Phật. Những cái chúng ta thấy thì cái thấy đó là Phật thấy. Thì cái cảnh giới được Phật thấy đều biến, đều được nhuốm cái giác ngộ của chư Phật. Âm thanh đang hiện hữu đều nhuốm cái giác ngộ của chư Phật. Tất cả những hiện hữu đều nhuốm cái sự giác ngộ toàn triệt của chư Phật ngay tại đây và bây giờ. Thì như vậy chúng ta sẽ thông cảm cái cách mà trình kiến giải mới vừa rồi của Ngài Quán Thế Âm. Chúng ta phải sống được với cái này, đừng để mất thời gian. À, nếu chúng ta học Phật để chút nữa mới làm thì không phải. Ngài Quán Thế Âm không có nói cho riêng mình, Ngài vừa trình kiến giải và vừa khai ngộ cho tất cả chúng ta. Và Ngài đều mong muốn tất cả chúng ta đều nghe chuyện này, chúng ta phải nhập Phật cảnh giới giống như Ngài đang nhập. Chứ không phải là trình rồi được Phật xác nhận rồi mới mốt chúng ta mới tu theo, thì như vậy là không phải rồi. Không phải là cái cách tu nhĩ căn viên thông. Học ở đây là chúng ta phải thông. Thông mà không phải thông trong cái thân tâm này, mà thông luôn thông thấu 10 phương pháp giới của chư Phật liền. Chúng ta phải thông thấu lục đạo luân hồi liền ngay tại đây đi. Vậy là chúng ta học xong. Còn không là học cực lắm. Học để một chút để tu làm sao cho đúng với nhĩ căn viên thông thì thực sự là không phải. Phật cũng không dạy mình cái kiểu đó đâu. Nhưng mà mình lại muốn là để dành cho có vốn đem về nhà cái đã. Đi học một bữa hoặc đọc bản kinh phải có một chút vốn luyến để rồi mình phải làm cái gì đó cho nó đúng với cái điều Phật dạy. Không phải, Đức Phật không có dạy điều đó. Đức Phật không có dư thời gian, không có kéo dài thời gian cho chúng ta như vậy đâu. Và Ngài Quán Thế Âm trong cái cách trình bày này, Ngài cũng muốn trình bày một cách tương tận những cái điều này. Nếu ai ở đây mà thông cảm được cảnh giới đó thì xem như chúng ta hiểu được cái điều Ngài Quán Thế Âm, và chúng ta có thể sống trong mọi thời mọi lúc dung thông không ngăn ngại tất cả cảnh giới ở 10 phương pháp giới này. Vì vậy là chúng ta muốn đi đâu, muốn làm điều gì ở đời này và đời sau, chúng ta được quyền tự do. Phật đi đâu thì chúng sanh đều có lợi ích ở đó mà, đúng không? Đâu còn là chúng sanh đi để làm cái chuyện lôm côm nữa đâu mà lo. Đó, thì đầu năm có bao nhiêu vị Phật được thành Phật tại chùa Long Hưng. Chúng ta nhập Phật cảnh giới thì từ đây về sau là tất cả những cái đi đứng chúng ta đều là Phật sự để lợi lạc chúng sanh, chứ không còn chuyện khác nữa. Đó, chúng ta hít thở vào, hít thở ra một hơi là biết bao nhiêu chúng sanh đều được lợi lạc. Thì đó là cái việc làm của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Thì mong rằng các vị Phật của chúng ta mới vừa thành Phật để chúng ta sẽ làm Phật sự với chính mình. Mất cái cõi giới này uổng lắm. Đây là một cõi giới mà không có cái gì có thể đổi được. Nếu chúng ta học không tới chỗ này, chúng ta không nhập được cái chỗ này rồi, thì chúng ta có làm cái gì đều là phí uổng. Phải nói như vậy, chúng ta có làm cái gì cũng là một sự phí uổng. Và chúng ta đã từng phí uổng rồi thì đừng bao giờ để mất thời gian, những cái thời gian quý báu đang có hiện hữu này. Phải nói như vậy là không bao giờ có cái gì khác hơn được. Nếu quý vị mà không nghe bằng cái riêng tư là tự động nó vô thông. Một điều hết sức đơn giản. Ngài Quán Thế Âm nói tiếp là do cúng dường Ngài Quán Thế Âm Như Lai, nhờ Ngài truyền thọ chánh định kim cang như quyển, rồi văn huân, rồi văn tu, và được cùng với Như Lai đồng một từ lực, nên làm cho thân tâm thành 32 ứng hóa thân ở các cõi nước. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là chúng ta đã có một lần giảng 32 ứng hóa thân rồi trong cái phẩm Quán Thế Âm. Hôm nay chúng ta bắt đầu nói lại 32 ứng hóa thân ở Quán Thế Âm nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ nói ở cấp độ khác. Thì nói cảnh giới của chư Phật để cho Phật nghe. Thành ra nói cái cấp khác.
Thì vậy là sau khi mà Ngài đã được siêu vượt thế gian và sức thế gian rồi, tâm của Ngài và tâm chư Phật đồng đẳng như nhau, cũng như tất cả chúng sanh muôn loài đồng đẳng như nhau rồi, thì như vậy á, có một vị Bồ Tát nào mà tinh tấn tu hành rồi cái thắng giải đã hiện viên mãn rồi, thì muốn mà hiện thân Phật mà vì họ để thuyết pháp khiến cho được giải thoát, thì lúc đó Ngài Quán Âm liền hiện thành thân Phật. Á năng thành Phật của Ngài Quán Thế Âm, cũng như cái hôm trước chúng tôi có giảng một cái đề tài là công hạnh Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng tôi có nói tới cái điều này. Do Ngài Quán Thế Âm đã đạt tới cảnh giới đồng đẳng với chư Phật rồi, có nghĩa là cái khả năng thành Phật bất kỳ giờ phút nào, bất kỳ phút giây nào, bất kỳ nơi chốn nào ở mười phương pháp giới này, chúng ta nên biết điều đó. Có nghĩa là bây giờ ở ngay ở cõi Ta Bà này cần bao nhiêu vị Phật để thành Phật ngay cõi này để độ chúng sanh, thì Ngài Quán Thế Âm liền hiện thân ở cõi đó để thành Phật để độ sanh liền. Nhưng mà đây là Ngài nói cao hơn, tức là bạch Đức Thế Tôn, nếu có các vị Bồ Tát vào Tam Ma Địa tinh tấn tu vô lậu, thắng giải hiện đã viên mãn rồi, tức là các vị Bồ Tát đã tu thiền định, đã đạt được Tam Vô Lậu, tức là giới định tuệ đã đạt được một cách viên mãn rồi, tinh tấn tu hành để đạt được vô lậu giải thoát rồi, nhưng mà cái Phật cảnh giới chưa nhập tới, thì Ngài đến để khai thị theo cái kiểu này, để cho nhập Phật cảnh giới. Thì vậy là cách này không phải là cách độ sanh bình thường nữa, mà độ cho những vị đã tấn tu, đã đạt được vô lậu học, nhưng mà chưa đủ chức để nhập Phật cảnh giới, thì Ngài Quán Thế Âm liền hiện thân để thuyết pháp cho vị này nhập Phật cảnh giới. Đó là cái ứng hóa thần thứ nhất. Thì vậy là ở khắp cõi nước mười phương có hằng hà sa số các vị Bồ Tát đã tu Tam Ma Địa, tức là tu thiền định, đã đạt được tới cái mức độ vô lậu và đã hiện cái viên mãn trí tuệ của mình. Thì cái phút giây hiện viên mãn trí tuệ đó là phút giây Ngài Quán Thế Âm hiện để nói pháp. Chúng ta thấy đặc biệt không? Để đây nó lộ ra hai ý. Mỹ thứ nhất là gì? Có Ngài Quán Thế Âm hiện ra độ thiệt. Nếu chúng ta nhìn theo cái kiểu sự tưởng, thì có một người mà đang tu tập và cái phút chốc cuối cùng để được thành Phật, thì Ngài hiện ra để Ngài trợ lực, Ngài khai thị, Ngài đẩy một cái nhẹ để cho người đó đều bước qua ngưỡng cửa của chư Phật để được thành Phật như Ngài. Đó là chúng ta nói tên hiện tướng. Và nếu chúng ta hiểu Ngài Quán Thế Âm hiện tướng như vậy á, thì điều này cũng đúng theo lý thuyết. Trên lý thuyết cơ bản là Ngài ứng hóa thân, 32 ứng hóa thân của Ngài, thì Ngài là hiện bất kỳ ở nơi đâu, bất kỳ vị Bồ Tát nào, bất kỳ một chúng sanh nào tu hành muốn thành Phật để độ, thì Ngài liền hiện thân thành Phật để độ người đó, đúng không? Nhưng ở đây văn từ chữ nghĩa rất rõ ràng, bạch Đức Thế Tôn, nếu có các vị Bồ Tát đã vào Tam Ma Địa, tức là vào thiền định rồi, tu học vô lậu, tức là đạt được vô lậu rồi, thắng giải hiện đã viên mãn, tức là những nghĩa mà cao tột về giải thoát Ngài đã hiện viên mãn rồi, thì con hiện thân Phật mà vì họ thuyết pháp khiến họ được giải thoát. Họ đã vào thiền định rồi, họ đã đạt vô lậu rồi, và thắng giải về vô lậu giải thoát đã hiện tiền rồi, thì Ngài Quán Thế Âm tới làm nó có dư không? Dư hay là không có dư ở chỗ này? Theo tôi nó là dư. Không cần thiết. Tại nó đạt được thiền định, đạt được vô lậu rồi, thắng giải đã viên mãn rồi, tức là những kiến giải mà giải thoát đã đạt đến cái chỗ cùng tận của nó. Thì vậy là Ngài Quán Thế Âm là cái gì? Chúng ta trở lại. Quán Thế Âm có nghĩa là một người nào đó đã tu hành thành Phật, có đúng không? Không phải. Chúng ta nói lại cái nghĩa của Ngài Quán Thế Âm, tức là nghe âm thanh của thế gian này, Ngài quán xét, tức là Ngài dùng cái trí tuệ, dùng cái thần thông, dùng cái năng lực của chính mình để nghe tất cả những âm thanh của mười phương pháp giới này, kêu cầu ở đâu Ngài liền hiện thân ở đó.
Ai có năng lực ghê gớm như vậy? Mấy người ngồi đây cũng giống như vậy hết, không ai khác hết. Đúng không? Âm thanh ở đằng trước, âm thanh ở đằng sau, tất cả mọi nơi hiện ra chúng ta đều có mặt ở chỗ đó. Phải không? Chúng ta đều có mặt. Nhưng cái sự có mặt của chúng ta là phàm là thánh là vấn đề khác. Nếu sự có mặt chúng ta là một sự sáng suốt rõ soi thì liền khi đó là gì? Là Phật âm thanh hiện ra. Phải không? Còn nếu nghe kiểu phàm phu thì cái tiếng này hay, cái tiếng kia dở. Không? Tiếng này tốt, cái tiếng kia xấu. Đó là nghe kiểu phàm phu. Thì lúc Ngài Quán Thế Âm hiện hữu, Ngài Quán Thế Âm có nghĩa là cái người rõ biết tất cả âm thanh khắp pháp giới này thì đó là ai? Ở đâu? Ở đây nè, ở chung quanh đây, phải không? Ngài Quán Thế Âm đang hiện hữu ở đây để làm cho tất cả các vị ở đây đều thành Phật như như Ngài. Vì vậy là khi chúng ta hòa được cái Phật cảnh giới rồi, tức là Quán Thế Âm đã hiện hữu khắp tất cả pháp giới mười phương này. Ngài đã nói hồi nãy rồi, ở chỗ nào Ngài cũng dung thông không ngăn ngại, từ cõi giới chư Phật cho tới chúng sanh muôn loài. Cho đó vị đó thành Phật thì Ngài xuất hiện. Ngài xuất hiện không có nghĩa là Ngài giống như một người hiện thân tới thuyết pháp để độ người đó được thành Phật, không phải như vậy. Hiểu như vậy coi chừng chúng ta hiểu lầm. Thì vậy là được gặp Ngài Quán Thế Âm là được thành Phật. Nếu cái khả năng thành Phật chúng ta có à, thì các vị này đã tu được vô lậu, thắng giải đã hiện viên mãn rồi, tức là khả năng thành Phật rồi. Khả năng thành Phật hiện có thì sao? Thì Ngài Quán Thế Âm hiện. Giống như Kinh Di Đà, khi mà chúng sanh đã 7 ngày 7 đêm mà niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Không phải là ông Phật ở trên cõi Tây Phương xuống để hiện ra, mà tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Thì Ngài Quán Thế Âm là sự rõ biết tỏ thông cấp 10 phương pháp giới này hiển lộ lâu lắm rồi, nhưng mình không có khả năng để tiếp nhận cái hiển lộ đó, cho nên là cái phút chốc thành Phật của mình thì nhận ra cái đó, để hòa nhập trong cái rõ biết khắp pháp giới mười phương, dung thông không ngăn ngại đối với cảnh giới chư Phật và chúng sanh. Đó là sự hiện hữu của Ngài Quán Thế Âm trong Phật cảnh giới đó của tất cả chúng sanh. Phút giây thành Phật được sự hiện hữu này gọi là thuyết pháp để cho người đó được giải thoát. Nhưng mà có thiết không? Có hay không? Có nói câu nào không? Có. Ngài nói rất là nhiều câu mà tại mình không nghe. Không? Ngài đã hiện cảnh giới Phật lâu lắm rồi mình không có nhận biết. Nhưng mà thật sự thì Ngài không có nói câu nào, nhưng người kia cũng có thể thành Phật. Và khi người đó thành Phật rồi, người đó sẽ nhận được một bài pháp tuyệt diệu của Đức Phật Quán Thế Âm đang thuyết cho họ nghe, để họ được phút giây đó hòa nhập trong cảnh giới của chư Phật. Nếu các hàng hữu học được pháp diệu minh vắng lặng, chỗ thắng diệu đã viên mãn, con ở trước người ấy hiện thân độc giác, vì họ mà thuyết pháp khiến họ được giải thoát. Ngài xuống một tầng thấp hơn, xuống một tầng thấp hơn là những người mà hữu học, tức là người có học như mình. Hữu học có nghĩa là mình có học, mà là cái người đang học hiểu để tu tập. Và đã được pháp diệu minh vắng lặng, tức là đạt được một cái cảnh giới diệu minh chân tâm mà vắng lặng thì cũng không phải là người tầm thường. Và rồi cái chỗ thắng diệu cũng đã viên mãn nữa. Thì lúc đó ở Ngài Quán Thế Âm sẽ hiện trước người ấy, hiện thân độc giác ở trước người ấy mà thuyết pháp. Nếu các ngàn hữu học đoạn 12 nhân duyên do các nhân duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính, và thắng tính đó hiện viên mãn, con ở trước người ấy hiện thân duyên giác, vì họ mà thuyết pháp khiến họ được giải thoát. Ở đoạn trên á, thì một vị Bồ Tát mà thuộc cái dạng hữu học để mà tu, thì lúc đó Ngài hiện thân độc giác ra để Ngài thuyết pháp cho cái vị này chứng quả Bồ Tát. Còn ở đoạn này thì cái vị hữu học mà học 12 nhân duyên. Thì vậy là khi mà một người đã tu 12 nhân duyên và đã đoạn mà phát ra cái thắng tính, và thắng tính đó hiện đã viên mãn. Tức là khi mà một người tu 12 nhân duyên á,
thì họ quán theo hai chiều, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc liên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, là bắt đầu đi trở lại cái dòng đó gọi là chiều, chiều hoàng sanh. Rồi có khi á, là họ bắt đầu từ cái ái mà họ đoạn, hoặc là họ từ cái thọ họ đoạn, hoặc là họ quán ngược, tức là từ vô minh diệt á, thì hành nó sẽ diệt, hành diệt rồi á, thì thức nó sẽ diệt, thức diệt rồi thì danh sắc sẽ diệt, danh sắc diệt rồi thì lục nhập sẽ diệt, lục nhập diệt rồi thì xúc sẽ diệt, xúc diệt rồi thì thọ sẽ diệt, thọ diệt rồi thì ái sẽ diệt, ái diệt rồi là thủ sẽ diệt, thủ diệt rồi là hữu sẽ diệt, hữu rồi là sanh sẽ diệt, và lão tử sẽ diệt. Thì đó gọi là cái chiều hoàng diệt. Có khi quán ngay từ đầu, từ vô minh diệt. Có những người họ cắt ngang, họ quán ái diệt, thì thủ hữu sanh lão tử nó cũng cũng không còn. Đó thì vậy là trong 12 nhân duyên là tùy cái cách công phu của một hành giả. Khi họ có duyên quán từ đầu, từ vô minh, mà muốn quán vô minh diệt á, là hành giả nó phải nhập trong một cái loại định để phá vỡ cái lầm lẫn sinh tử ngàn kiếp của mình mới được gọi là vô minh diệt. Phá vỡ được cái hành của mình thì người đó mới được là diệt dứt tất cả những cái mầm mống sinh tử luân hồi. Và như vậy là nếu mà mọi người mà đạt được cái chiều hoàng diệt này, đạt tới cái chỗ thắng diệu đã viên mãn, có nghĩa là ngày dụng công đến mức độ mà vô minh hành danh sắc lục nhập tất cả 12 nhân duyên đều được cắt đứt, tức là cái dòng xích 12 nhân duyên này còn, thì chúng sanh mãi mãi đi trong sanh tử luân hồi. Chúng ta thấy từ cái chữ ái thôi, có ái là sẽ có thủ là sẽ có hữu, tức là ngay cái nhìn của chúng ta, chúng ta nhìn một cái sự vật, chúng ta nghe một âm thanh, thì chúng ta liền có cái chấp nhận hoặc là không chấp nhận nơi đó. Chúng ta chấp nhận thì nó cũng tạo cho chúng ta cái gì? Một nghiệp mới của sinh tử. Và chúng ta không chấp nhận thì nó có không? Có. Còn lấy còn bỏ, tức là còn thủ và còn hữu. Đừng nghĩ chúng ta bỏ nó mà mất, không phải, bỏ nó cũng là một lối thủ khác, một lối thủ chấp khác, chúng ta không chấp nhận. Một lối thủ chấp là chấp nhận ngay tại đó, một lối thủ chấp mà không chấp nhận ngay tại đó là hai lối thủ chấp. Chứ đừng nghĩ là chúng ta loại bỏ cái đó là chúng ta bỏ được ra khỏi tâm của mình. Thử ai muốn bỏ cái gì coi nó còn hay là nó mất. Còn, đúng không? Còn tức là hữu, tức là có. Thì vậy là có ái thì sẽ sanh thủ và sanh hữu. Hữu có nghĩa là có chủng tử nghiệp tức, có chủng nhân sanh tử sắp tới, cho nên có sanh và có lão tử, là còn tiếp nối sinh tử. Thì nếu mà ai cắt được bất kỳ một cái dòng xích nào trong 12 nhân duyên này thì người đó mới được giải thoát. Còn không thì chúng ta cứ mãi mãi đi trong lục đạo luân hồi. Chúng ta còn vô minh, chúng ta còn hành, còn thức, còn danh sắc, còn lục nhập, còn đủ 12 nhân duyên, có nghĩa là chúng ta bị sinh tử luân hồi không qua ra được. Thì nếu nhìn theo 12 nhân duyên này thì không có một hành giả nào có khả năng tự phá ra. Nói cho nếu người nào mà có khả năng tự phá được cái dòng mắc xích 12 nhân duyên để chúng ta cắt được cái dòng sinh tử luân hồi thì người đó đạt được giác ngộ giải thoát và chứng được cái quả Bích Chi Phật. Thì như vậy ở đây ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng hiện thân trước một cái người hữu học đã tu 12 nhân duyên và đã đoạn và phát ra cái thắng tính, và thắng tính đó đã hiện viên mãn rồi. Tức là khi mà tất cả những người này đã tu những cái công phu của mình hiện viên mãn rồi đó, thì ngài Quán Thế Âm ở trước cái người đó hiện thân là một vị duyên giác, vì họ mà thuyết pháp khiến cho họ được giải thoát. Tức là người ta tu, ta sử dụng công phu cho tới khi họ viên mãn rồi thì lúc đó ngài Quán Thế Âm mới hiện ra. Có là hiện ra để khuyến khích và để xác chứng, để dạy dỗ, để khẳng định cái quả địa tu chứng của cái vị đó. Còn ở lúc mà chưa có đạt được cái đó thì ngài Quán Thế Âm có hiện không? Có, trong các thân sao. Tức là ở đây trong 32 ứng hóa thân này thì khi học
chúng ta sẽ hiểu rằng đó là 32 cái tầng bậc tâm thức khi chúng ta dụng công. Ở mỗi một cái tầng đoạn tâm thức là chúng ta được cái gì? Thì tầng đoạn tâm thức đó đều có sự hiện hữu của cái gì? Của cái rõ biết khắp pháp giới mười phương này. Cái rõ biết khắp đó là cái gì chúng ta không cần phải nói tên, không? Còn không phải, không cần phải đặt là ngài Quán Thế Âm. Nhưng mà cảnh giới Phật thì cái đó cũng hiện hữu, cảnh giới Bồ Tát cái đó cũng hiện hữu, cảnh giới của duyên giác các vị cũng hiện hữu ở đó. Nếu các hàng hữu học được pháp của tứ, được pháp không của tứ diệu đế tu đạo và diệt đế thắng tịnh hiện ra viên mãn, con ở trước người kia hiện thân thanh văn mà vì họ thuyết pháp khiến cho họ được giải thoát. Tức là người ở cái tầng thứ tư, nếu các vật hữu học được cái pháp không của tứ diệu đế và họ tu theo đạo đế và chứng được diệt đế một cách thắng diệu thanh tịnh hiện ra viên mãn, thì lúc đó ngài Quán Thế Âm sẽ hiện ra để vì người đó mà thuyết pháp cho họ được giải thoát. Ở đây á, tại vì nói theo cái kiểu thứ bậc, đang lý luận theo thứ bậc, những cái tầng bậc mà tâm thức và những cái thứ bậc công phu để chứng những cái mà được gọi là quả vị này, quả vị nọ, từ quả vị Bồ Tát cho tới Bích Chi Phật, rồi bây giờ tới cái A-la-hán. Thì những vị tu theo thanh văn, tức là nghe bằng âm thanh để chúng ta đi vào công phu. Thanh văn có nghĩa là thanh âm, thanh có nghĩa là thanh âm, văn có nghĩa là nghe. Thì tất cả chúng ta đều là những người đang nghe, không? Được gọi là thanh văn. Và những người hữu học, chúng ta đang ngồi đây để chúng ta học, để chúng ta nhận cái pháp mà chúng ta tu tập. Như vậy là được gọi là thanh văn. Thì tất cả chúng ta đang nghe để chúng ta nhận ra được cái pháp để chúng ta tu. Nhưng mà ở đây ấy, vì nói thứ bậc cho nên mới nói là cái không của tứ diệu đế, tức là nhận biết được cái tịch tịnh hiện tướng niết bàn của diệt đế, nhận biết được cái khổ và cái nguyên nhân của khổ, để rồi ngài sống bằng nhìn nó bằng cái đạo đế, bằng cái bát chánh đạo, bằng cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định gì đó. Thì họ sử dụng, những người đó sử dụng công phu này đạt được một cái sự viên mãn để chuẩn bị chứng quả A La Hán, thì lúc đó ngài Quán Thế Âm cũng hiện ra vì người đó mà nói pháp để cho họ được giải thoát. Nhưng mà không có nghĩa tứ diệu đế này chỉ dành cho những người tu chứng quả A La Hán. Thật ra nếu mà ai có nghe chúng tôi nói về cái tinh yếu tứ diệu đế thì mới thấy rằng từ cái thời của Đức Phật đã khai thị cho các vị Đại Bồ Tát thành Phật, hoặc là các vị thành Bồ Tát, thành La Hán, hoặc là tất cả những người muốn chứng thánh quả, thì những người đó phải thông thấu tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên. Người đó rất là rõ. Thì như vậy là khi chứng quả Phật thì người đó cũng phải thấu tứ diệu đế. Thì vậy là tứ diệu đế không có nghĩa là tu chỉ chứng ngang A-la-hán như các lý thuyết đã nói. Chúng ta cũng đừng bao giờ hiểu như vậy. Tứ diệu đế là một cái sự thật về cảnh giới giác ngộ của chư Phật, chư Đại Bồ Tát và chư vị A-la-hán. Chúng ta phải hiểu như vậy mới đúng. Rồi ra khi chúng ta nghe tới các vị tu cái tứ diệu đế này chứng quả A-la-hán, thì chúng ta nghĩ là tứ diệu đế chỉ dẫn dắt con người để chứng quả A-la-hán, là chúng ta sẽ hiểu lầm về tứ diệu đế của Đạo Phật. Nếu có dịp chúng ta học tứ diệu đế lại thì chúng ta sẽ thấy được những cảnh giới Phật khi mà Đức Phật đã nói trong cái bản kinh tứ diệu đế. Từ cái thời đầu Đức Phật đã khai thị cho ngài A Nhã Kỳ Dường Như ngộ được để chứng thánh quả liền tức khắc đó. Thì vậy là bản kinh tứ diệu đế là một bản kinh, nếu nhìn theo cái kiểu của đốn ngộ thì rõ ràng ngay từ đầu Đức Phật đã khai thị cho năm anh em Kiều Dường Như, không? Trong đó có ngài A Nhã Kiều Dường Như chứng quả A La Hán. Ngay từ đầu Đức Phật đã khai thị rồi, chứ không phải Đức Phật dạy để tu như thế này, tu như thế kia. Nhưng nếu chúng ta không chứng ngộ được thì chúng ta bắt đầu đi vào con đường dụng công. Đạo Phật có hai hướng này rất là rõ ràng. Thì mỗi người mà hướng dẫn tu tập
Chúng ta phải thông hai con đường này. Một là có đủ khả năng để có thể bật mở cho người ta khai thị tức thời mà không đi qua con đường công phu. Thì những cái người đó là những người đã có một cái sự thâm chứng trong Phật đạo, đủ khả năng để có thể phá vỡ cái chấp trước của người đó để khai thị. Còn nếu không, tất cả những người mà không có khả năng, vị thầy không có thấy được cái khả năng chứng đạo của đệ tử của mình, được khai ngộ cái kiểu tức thời đó, thì tất cả chúng ta đều phải đi vào con đường dụng công. Nhưng vị thầy này cũng phải rất là thông thấu về cái cách công phu để có thể phá vỡ được những cái lầm mê lầm chấp trong công phu của mình, dẫn dắt mình để quay lại với cái chánh định. Và phút chốc mà chúng ta đạt được cái chánh định đó thì chúng ta sẽ có được chánh kiến, được giác ngộ. Cho nên đến khi mà giác ngộ rồi mới được gọi là giải thoát. Còn đạt được chánh định không mà chưa giác ngộ thì không phải. Cho nên cái định được gọi là chánh định trong đạo Phật thì định tuệ đó hiện tiền, đồng đẳng hiện hữu đó, đạt được cái chánh định hiện tiền, định tuệ hiện tiền đó là người được gọi là được giác ngộ và giải thoát. Cái từ đạo Phật gọi là giác ngộ mới được giải thoát. Thì vậy là đi vào con đường thiền định cũng phải giác ngộ mới được giải thoát hoàn toàn. Do đó khi đã được tu chứng theo cái kiểu tứ diệu đế này rồi, đạt được những cảnh giới gì rồi, thì ngài Quán Thế Âm hiện tiền để sao? Để khai thị cho người đó được giác ngộ, được giải thoát. Đạo Phật nếu mà chúng ta nghiên cứu kỹ, chúng ta mới thấy rằng có những người chỉ nghe một cái thời pháp ngộ được Phật đạo mà không thông qua công phu, thì họ đứng trên kiến giải không thông qua công phu, họ có thể lý luận là đến đạo Phật không cần phải tu mà có thể được giác ngộ giải thoát. Kiến giải này không sai, nhưng chưa có tròn. Chúng ta phải thấy này. Thực sự thì ngay cả cái thời của chư Phật, không cần xa là Đức Phật của mình, thì trong những cái thời mà khai thị của Đức Phật không có bao nhiêu người ngộ hết đó, đúng không? Cái thời thuyết pháp đầu tiên có một mình ông A Nhã Kỳ Đường Như ngộ thôi. Và sau đó qua cái lý luận, lý thuyết của Thiền Tông thì ngài đưa cành sen ngài Ca Diếp ngộ. Những điều đó còn ghi trong sử, hoặc là có một số câu chuyện mà trước chúng tôi nói đó. Là có một lần Đức Phật đi thọ trai. Thì bữa đó Đức Phật không cho A Nan đi, mà Đức Phật kêu một vị tỳ kheo khác đi. Ở trong chúng Đức Phật nhìn thấy vị này chuẩn bị chứng quả rồi, Đức Phật cho đi thọ trai chung. Tức là có một thí chủ cúng dường thỉnh Đức Phật đi, Đức Phật rủ một vị tỳ kheo đi. Mà bữa đó không rủ A Nan, không biết A Nan có phiền não hay không thì không biết. Nhưng Đức Phật đi với ông thầy này thôi. Thì trên đường đi thọ trai về rồi, Đức Phật sử dụng thần thông hiện ra một ao sen. Và trong ao sen đó có một cái bông sen chuẩn bị nở. Tới đó cái Đức Phật nói là ta mắc công chuyện chút, ta đi vô rừng, ngươi ở đây chờ ta. Vị tỳ kheo ngồi trên bờ hồ cũng đẹp, thần thông Đức Phật biến quá, chúng ta nghĩ chắc đẹp lắm. Chờ Đức Phật hoài, ngó tới ngó lui không thấy Đức Phật đâu, mới nhìn xuống ao sen, thấy hoa sen bắt đầu rực sáng lên, đẹp quá. Ngài dính luôn trong đó. Hoa sen đẹp thiệt là đẹp, bắt đầu nó nụ to lên rồi bắt đầu nở ra, vừa tỏa hương vừa hiện những cái sắc đẹp quá kỳ diệu, khiến vị tỳ kheo này bị dính trong đó không có ra được. Và khi hiện tới mức độ cực đẹp của hoa sen thì ngay cái phút chốc đó hoa sen sụp héo đi. Vị này ngộ. Đức Phật bước ra dắt đi về tăng chúng giới thiệu đây là một tăng A-la-hán mới vừa chứng ngộ. Đó thì thỉnh thoảng đó, trong kinh Phật cũng có những cách mà Đức Phật khai thị như cái kiểu này, cách Đức Phật khai thị kiểu kia cho những vị thánh đệ tử của mình. Vì vậy là Đức Phật cũng tùy người, phải dùng cái từ như vậy, tùy người mà giáo hóa, mà khai thị. Có những chúng hội Đức Phật phải thuyết pháp như vậy, rồi các vị phải nắm cái pháp đó đem về để dụng công tu tập. Đức Phật hướng dẫn một cái pháp tu rõ ràng cho từng người, để người đó đi vào công phu tu tập thì người đó cũng có thể chứng quả La Hán. Thì vậy là Đức Phật nó nhìn thấu được công phu của người này phải tu pháp này, người kia phải tu pháp kia. Ví dụ như ngài Châu Lợi Bằng Đặt thì Đức Phật phải
nói câu trước nhớ rồi nhớ câu sau thì quên câu trước, nhớ chữ sau rồi quên chữ trước, không có cách nào để có thể dạy cho ông công phu hết. Thì Đức Phật đưa cho ông cái khăn để ông cột, ông mở, ông rút tới rút lui hồi ông chứng quả, chứ đâu có dạy chữ được. Như vậy là mỗi người khi mà một vị thầy thấy được mình tu cái cách nào để có thể phá vỡ được sanh tử, hoặc là người đó được khai thị, hoặc người đó phải đi vào công phu, thì vị thầy đó phải có cách cho người đệ tử của chính mình. Mỗi vị thầy đều phải có con mắt này để mới có thể nhận ra được. Thành ra có những cái pháp hội của Đức Phật á, sau khi Đức Phật thuyết pháp một cái bài pháp, ví dụ như Đức Phật thuyết về tứ diệu đế, thì các vị đệ tử Đức Phật sau khi được thuyết pháp rồi, Đức Phật nói là này các vị tỳ kheo, đây là những cái gốc cây, đây là những cái dòng suối mát, thì các ngươi nên đến đó để mà quán sát những điều ta dạy. Quán sát không có người thì lại đó để tụng lại. Đức Phật thuyết cái thời đó rồi ngồi đó tụng tới tụng lui, tụng xuôi tụng ngược để thuộc lòng. Nhưng có những người hiểu được cái điều của Đức Phật dạy trong đó thì họ ngồi đó họ bắt đầu sử dụng công phu theo cái kiểu của Đức Phật. Ví dụ như vừa từ vô minh duyên hành, hành duyên sắc, sắc duyên gì đó, ngài bắt đầu ngài quán theo cái gì hoàng sanh, bắt đầu vô minh diệt thì cái hành diệt, vô minh diệt phải diệt như thế nào, ngài phải dụng công cho tới mức độ được diệt tận cái vô minh của mình, để các đầu hành nó theo đó nó mất, rồi cái thức theo đó nó mất, rồi danh sắc theo đó nó mất, lục nhập theo đó nó mất. Họ sẽ sử dụng cái công phu theo cái kiểu đó. Thì tùy cái người mà Đức Phật cho một cái kiểu công phu thì người đó sử dụng công phu đó. Cho nên những cái pháp hội mà chuyên môn là vị thầy phải có khả năng này. Những người bình thường vô nói khai thị cái chừng họ bỏ mình đi mất. Không. Thật ra có những cách để cho họ tu tập, họ làm quen, họ bước từ bước này, bước A, bước B, bước C gì đó, tập làm quen để chi? Để khi một hành giả nó đến một cái mức độ nào đó, cái tâm họ gom lại, vị thầy này thấy khó ăn cái, họ có thể ngộ. Hoặc là họ sẽ sử dụng công phu đó tự họ bật vỡ cái mê lầm của chính mình, nhận được chân lý. Thật ra chúng ta học Phật, chúng ta phải thấy có hai con đường này rất rõ ràng. Thì khi mà thường là tất cả những người Phật tử học đạo kiểu thông thường á, thì tới vị thầy mong muốn có một pháp để dụng công. Những bậc căn khí lớn thì họ không phải tới ông thầy để nhận một pháp để dụng công nữa, mà tới ông thầy hỏi một câu để chi? Để được ngộ. Đó là một dạng thứ hai. Thì vị thầy mà được gọi là làm giáo chủ của một cái dòng pháp nào đó, vị bậc thầy để hướng dẫn người ta tu tập theo một dòng pháp của mình, thì người thầy nó phải có hai khả năng này. Và hai khả năng này để dẫn dắt những cái công phu, những cái căn cơ tu hành theo Phật đạo của từng người. Chúng ta phải có hai khả năng, phải thấy rằng vị thầy có khả năng đó. Nếu vị thầy không đủ hai khả năng này thì chưa có phải là trí tuệ tốt. Ví dụ vị thầy chỉ biết khai thị thôi, cứ đụng tới là khai thị thôi, chứ không có cách này nói thầy bây giờ con không ngộ nữa, thầy dạy con cách nào tu nữa. Tông ta không ngự cứu, không có pháp cho người, đến đây ta không có pháp để cho người tu, người không ngộ thì còn nguyên đó đi về, cứu không được. Thành ra ngày xưa trong cái thiền tổ của Trung Hoa có những người được gọi là bán vàng rồng, có nghĩa là chuyên khai ngộ thôi, không nói câu gì khác. Tới đây chỉ nói chuyện ngộ đạo, không bàn tới cái chuyện giác ngộ và giải thoát, chỉ nói chuyện là thấy tánh thành Phật mà thôi. Thì đó cũng là một cái dạng. Thuyền đó là rất là chuyên môn. Thì như vậy là chỉ có một số người có căn cơ mới theo nổi, còn không là họ cũng chịu. Có những thiền sư là gì? Bán vàng rồng mà bán luôn, phẫn chuột luôn. Có là gian hàng tạp quá. Thì căn cơ nào tới, ổng cũng chỉ cho cái cách tu. Thậm chí có mấy ông thiền sư khuyên người ta cũng niệm Phật, ngồi đó mà niệm đi mà niệm Phật. Tại giờ nói chuyện khai thị để ngộ tánh là chắc chắn mấy bà già chịu không nổi rồi. Thì thôi ngồi niệm Phật để cho cái tâm nó duyên theo cái câu niệm Phật đó, cho một chút yên ổn gì đó, cũng là đó là một lối cách. Nhưng có những người có căn cơ, họ có thể đi sâu vào thiền định, mà họ không có cái duyên để được giác ngộ, chưa đủ cái duyên để được giác ngộ, thì họ sẽ được vị thầy hướng dẫn mình cách công phu. Và đó là những cái pháp hội mà gọi là tu á, những có những cái khóa tu là những cái vị thầy phải hướng dẫn người ta công phu kiểu này. Và sau khi mà họ công phu, họ được thăng tầng tâm thức, quý vị thầy dẫn dắt thường trực thì có thể giúp họ bằng cách này bước qua cách kia theo cái kiểu tâm thức của họ thăng tiến, thì dần dần cái tâm thức họ được nâng cao một tầng độ nào đó, vị thầy thấy đủ chức có thể khai ngộ họ, thì vị thầy bắt đầu sử dụng cái kiểu khai thị, hoặc là dẫn dắt họ đi theo con đường công phu để tự phá vỡ mình. Đó là hai cách trong đạo Phật mà chúng ta phải thấy.
Thật ra khi mà chúng ta học Phật, chúng ta mới thấy rằng ủa sao ông kia nghe cái ông ngộ, mình nghe mình không ngộ. Thực sự thì không phải một đời chúng ta ra để được ngộ đạo, gặp Phật một lần trong đời từ xưa chưa từng gặp Phật, mà đời này được gặp một cái ngộ hiếm lắm, chuyện đó không có rồi. Đó, muốn nói tới căn cơ có nghĩa là muốn nói tới cái gì? Tức là cái công phu tu hành nhiều kiếp của một người, đời nhiều đời nhiều kiếp của một người đó. Thì đời này họ chỉ hiện thân ra trong cái đời, trong cái khoảnh khắc đó có khi thấy họ không tu gì hết, tự động họ cái gì họ cũng sáng hết. Rồi nói đâu thấy ổng tu gì đâu mà cũng nói lý thuyết tùm lum hết, cái gì ổng cũng nói được, coi chừng ổng nghiên cứu ổng nói dốc, nhưng không phải. Có những người họ đã sống dậy cái công phu nhiều kiếp của mình để nói cho mình nghe, nói cho mọi người nghe, mà họ không cần để qua thứ lớp công phu. Thật sự thì những cái thứ lớp công phu đó họ đã làm tới cả 2000 kiếp trước rồi chứ không phải là họ không có. Nhưng bây giờ họ muốn, họ thấy rằng con đường khai ngộ là con đường thẳng tắc nhất, họ tìm cách để phá vỡ cho mọi người. Nhưng mà thực sự một pháp hội hàng ngàn người như vậy, một người phá vỡ là đã mừng lắm rồi. Cả một cái đời của ông thiền sư mà khai thị cho một người ngộ một cái là mừng lắm, có người kế thừa. Tới chừng đó được xem là tạm đủ vốn không? Được hai người mới có, được gọi là có lời chúc chúc còn không á là dưới đó là hàng loạt những người đi tu tập, thì ít ra họ phải có, nếu mà họ đi vào con đường công phu thì tạo cho họ một cái nội lực nội tại để họ có thể làm chủ được một số điều, họ bớt đi những cái khổ đau, bớt đi những cái lầm lạc, bớt đi những cái chấp trước, thì đó cũng là một cách. Có rất là nhiều pháp để đi vào được giác ngộ, và nhiều hướng nữa. Cho tới giờ phút này thì chúng ta thấy nhiều hướng được thể hiện, rất là nhiều cái khía cạnh công phu ở trong đạo Phật. Có những người ngộ á, là họ sẽ nói một câu thơ. Có những người họ ngộ đạo, họ vẽ một bức tranh. Thật ra cái thưởng thức mà cao của nhân loại mà trước giờ chúng tôi hay nói á, là thi ca. Chúng ta thấy, đọc lại lịch sử, chúng ta thấy hàng loạt những vị thiền sư ngộ đạo là ngộ đạo cái trình kiến giải 4 câu liền, đúng không? Mỗi lần ngộ đạo là trình kiến giải, mà trình kiến giải là thơ, là kể, đúng không? Thì những chút phút chức thần đó họ nói ra được một cái gì thể hiện cái tâm chứng của họ, đó là thi ca. Có khi là họ có nguyên một cái bài ca rất là dài, và sau khi họ sống sâu trong Phật Pháp rồi thì họ nói thành thơ, nói đâu có thành thơ, nói đâu thành kệ, nói đâu thành ca hết. Đó là một dạng. Có những người đi vào con đường hội họa muốn đạt đạo, xin thưa không phải, lầm rồi. Có nhiều khi họ vẽ một cái khung trời mênh mông rồi họ gạch một cái thôi, nhưng mà đó là cái tranh của thiền. Hoặc họ vẽ mỗi khung trời mênh mông, họ chấm một điểm một, đó cũng là tranh của thiền. Hoặc là họ vẽ một cảnh giới tròn như vậy, họ không có chấm gì hết, đó cũng là tranh của thiền. Đó là một lối hội họa của thiền. Nhưng ai mới có thể thưởng thức được điều đó, và ai có thể vẽ được bức tranh của thiền? Mình cũng vẽ vòng tròn cũng giống như ổng, nhưng mà mình là suy luận để vẽ ra bằng cái tâm thức, cho nên nó không có lộ cái hồn của cái người giác ngộ trong đó. Khi mà một người giác ngộ trong khúc chốc đó, họ thể hiện tâm chứng của mình bằng một điểm giữa hư không, họ lộ ra trong một cái tranh vẽ của họ, thì người nào mà tương thông tâm thức mới có thể khế ứng được, thông cảm được đây là cái nét vẽ của thiền sư. Thành ra có những cái bức họa mà chúng ta thấy mua hàng triệu đô, hàng trăm triệu đô, thì đó không phải là bức họa tầm thường của người tầm thường có thể hưởng thức được. Mình nếu mà đưa bức họa đó bắt mình phải mua 100-200 ngàn tiền Việt Nam là mình không có muốn mua, tại thấy nó có cái gì đẹp đâu. Cái gì tự nhiên cái vẽ một cái trời trống thì cái chấm cái à, mua quá trời mắt. Nhưng chỉ có người biết thưởng thức cái tâm chứng của cái người đã vẽ đó, đó gọi là hội họa. Chứ không phải hội họa là vẽ bức tranh đẹp, vẽ cái kiểu mà trời đất trăng sao gom tụ trong nét bút của mình rồi diễn tả đủ theo cái kiểu tâm thức, xin thưa không phải như vậy. Cái chiều sâu của hội họa là đạt đến cái cảnh giới cao của tâm linh là đạo, và xuống một tầng thấp nữa là âm nhạc. Thì có những cái phút chốc những hành giả họ đạt tới cảnh giới tâm chứng nào đó, họ thể hiện được cái công phu của họ qua lời ca tiếng hát. Thì đây là một con đường của âm nhạc. Và chúng ta thấy trong cái thời của Đức Phật ngày xưa cũng vậy. Có những cái phút giây mà có những cái buổi thuyết pháp của Đức Phật, các vị chư thiên xuống đàn tỳ bà để cúng dường chư Phật,
Và đàn tỳ bà đó là chỉ từ những cái cảnh giới mà tâm linh từ cái cõi trời đó lên mới thưởng thức nổi cõi người. Mình nghe đàn tỳ bà mình cũng không biết đàn kiểu gì luôn. Nhưng mà các vị thánh hiền sẽ thấy được những cái điệu nhạc đó, muốn nói được cái chiều sâu tâm linh của cái người đang đàn. Và họ muốn dâng lên Đức Phật những cái tiết tấu âm nhạc bằng cái chiều sâu tâm linh của chính họ cúng dường. Thì tùy cái mức độ cái cung đàn gõ nhịp của cái người đó thể hiện trọn vẹn cái âm hưởng đó. Nhưng mà nếu mà âm nhạc không lời của những cái người mà có cái tâm chứng, họ sẽ thể hiện được cái cảnh giới tâm linh của họ, những cái bản nhạc bất hủ. Và thấp hơn đó là những nhạc có lời. Đó là cảnh giới thấp hơn trong âm nhạc là bắt đầu có lời. Thì những lời lẽ họ diễn tả được cái cảnh giới nội tâm của mình qua công phu, qua sự tu chứng hoặc là cái cách diễn tả công phu của họ. Một niềm vui hoặc nỗi buồn, tình cảm được thể lộ hết trong những ngôn ngữ, ngôn âm của họ. Thì cái tầng này là thấp rồi, tầng âm nhạc thuộc cái tầng thấp rồi. Và có những người họ ngộ đạo không phải thông qua cái văn thơ, không phải thông qua hội họa, không phải thông qua âm nhạc, mà họ được gặp trực tiếp vị thiền sư khai ngộ. Khai ngộ thì có khi là đánh họ đau giống như kiểu Lâm Tế được ngộ, có khi là đóng cửa nát cái bàn chân như ngài Dân Môn được ngộ, có khi được thổi tắt đèn như ngài Đức Sơn được ngộ, vân vân. Tất cả những cái kiểu khai thị của thiền sư thì mỗi người có một cái duyên đến với một vị thầy. Vị thầy thấy căn cơ mình kiểu nào là khai thị kiểu đó cho chính mình. Nhưng mà cái đó thì rất là ít. Trong lịch sử loài người tới mấy tỷ người thì nếu mà kiếm ra được cái người khai ngộ thì cũng chưa có được mấy người, không có được bao nhiêu hết. Đa phần là đi đến đạo Phật mà được giác ngộ là họ bắt đầu đi vào con đường công phu của thiền định. Và đó là cái con đường mà chư Phật đã làm. Chư Phật, chư Đại Bồ Tát đã từng làm. Như là hôm nay chúng ta sẽ học tới cái phần này, chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện ở đây. Kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp. Mời quý Phật tử chúng ta chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Quý vị nghĩ